Được đây. Chuẩn bị giờ anh sẽ hát như thế nào để em hát theo nghe chưa? Nha. Nghe tới đây. Cho miếng nhạc nha. Không ngắn mà cũng không dài. Và không phải riêng mình em thấy điều mất mát đó đâu. Em cố lên nha. Thật sự thì nơi đây đã chấp cánh được chữ mơ thứ hai của em là được đứng trên sân khấu và cả hát. Và em cũng cảm ơn anh Hà. Em cảm ơn anh đã đi với em suốt chặng đường qua và luôn dạy bảo em rất là nhiều điều. Em cảm ơn anh. Bài hát này em cứ hát bằng tình cảm, bằng trái tim của em, không cần làm gì hết, vì đây là một bài hát cuối cùng anh muốn em hát bằng trái tim. Thật hay nha em. Sao ta mãi yêu, yêu nhiều hơn như lúc ta còn thơ dại. Để rồi một mai ta rời xa ai vì tha xót xa. Ôm niềm đau theo năm tháng đã dần qua. Trong màn đêm em kề bên rơi hát thêm. Anh sẽ đưa em đi về một miền đất mới. Anh sẽ đưa em đi về vùng không tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về tận cùng biên khơi, nơi mà em luôn hé nụ cười tươi. Nếu chắc có anh đưa về, em xin cất nước để em không phải u sầu vì tình lẻ vương. Anh hứa đưa em đi về, anh sẽ làm được và cùng chung bước bên nhau mãi em thôi. Anh sẽ đưa em đi về, sẽ theo anh đi về. Anh sẽ đưa em đi về, sẽ theo anh đi về. Anh sẽ đưa em đi về, ê ê ê ê. Anh sẽ đưa em đi về, sẽ theo anh đi về.
còn lại nơi đây. Men rượu cay bao nồng say ta ngất ngây. Em là ai, tôi là ai, sao ta mãi yêu? Yêu nhiều hơn như lúc ta còn thơ dại. Để rồi một mai ta sẽ xa ai vì tha. Đất mới, anh sẽ đưa em đi về vùng không tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về tận cùng biên khơi, nơi mà em luôn hé nụ cười tươi. Nếu chẳng có anh đưa về, em xin cất bước để em không phải u sầu vì tình lẻ bước. Anh hứa đưa em đi về, anh sẽ làm được và cùng chung bước bên em mãi em thôi. Anh sẽ đưa em đi về. Sẽ đưa em đi về. Sẽ đưa em đi về. Anh sẽ đưa em đi về. Sẽ theo anh đi về. Sẽ đưa em đi về. Sẽ theo anh đi về. Anh sẽ đưa em đi về. Sẽ theo anh đi về. Sẽ đưa em đi về. Anh sẽ đưa em đi về. Sẽ theo anh đi về. Ok. Thế của bài này không phải cho Ngọc mà cho huấn luyện viên của em. Vấn đề ở đây á, là tại vì á, tông này là tông nam thì có những cái quãng cao thì đôi khi cái giọng nữ hát sẽ không có tới. Đảo lại mà, đúng rồi, nếu mà mình chia câu mình cẩn thận xíu thì nhất là bé Ngọc á, khi mà em hát cái câu đó em với, em phải nói với lại huấn luyện viên của mình là anh ơi em hát cái chỗ đó bị cao để người ta đổi cái câu lại cho mình. Anh nghĩ là thôi, có lúc có thể là trong lúc tập á thì làm tới khỏe mình đo được cái cao độ cao nhất của Ngọc, nên là các bạn cố gắng giữ cái phần nó đẹp là như vậy. Nhưng mà nhiều khi ra sân khấu nó có sự lo lắng rồi sự hồi hộp, thậm chí cả sức khỏe có thể làm ảnh hưởng cái giọng hát của mình. Chứ còn Hưng nghĩ là phải có sự chuẩn bị kỹ lắm mới dám quyết định để cái tông này. Hưng là cái người làm nghề 20 năm mà không nghĩ là các bạn có thể làm ra được câu chuyện như vậy. Nó rất là thật. Cho Hưng cảm giác là vừa kịch bản vừa thật. Nó bị lẫn lộn á, không biết phân định được cái nào thật cái nào giả luôn. Nhưng từ khi bắt đầu vào rip thì giọng bé Ngọc mới ổn định và phát sáng. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Và bây giờ xin mời giám khảo Nguyễn Hồng Thuận cho điểm. Anh cho tiết mục này 9.5. 9.5 từ giám khảo Nguyễn Hồng Thuận. Và tiếp theo xin mời phần cho điểm của giám khảo Thanh Hà. Chị gửi em 9.5. 9.5 từ giám khảo Thanh Hà. Và kính thưa quý vị, ở phần thi thứ hai, một trong ba giám khảo của chúng ta sẽ lần lượt có số điểm bí ẩn dành cho ba thí sinh. Và giám khảo có số điểm bí ẩn đầu tiên đó chính là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Chúng tôi sẽ tạm giữ bí mật số điểm của anh Đàm Vĩnh Hưng dành cho tiết mục của thí sinh Lê Đình Minh Ngọc ở đây. Và số điểm này sẽ được công bố ở cuối chương trình. Một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Lê Đình Minh Ngọc cùng với huấn luyện viên của mình ca sĩ Vũ Hà.